Làm buộc tóc đi chị. Ok em nè, đây là một chiếc chuông buộc tóc xinh xắn từ vải áo cũ nha. Đầu tiên là chọn vải mà bạn thích. Nếu như may váy áo thì nên tận dụng vải thừa để làm chuông buộc tóc luôn để cho tông xuyên tông nhé. Nếu muốn chuông phồng to bồng bềnh thì bạn cắt khổ vải rộng hơn. Nhưng mình làm chuông có nơ nên để phồng vừa phải thôi. Đoạn này mọi người cứ khâu mũi thưa bình thường nha, không cần cầu kỳ đâu. Khâu xong mình dùng kim băng để lộn mặt phải cho dễ. Và cũng dùng luôn kim băng để xỏ dây chuôn. Thắt chặt dây chuôn xong khâu nốt phần vải hai đầu lại là được. Nhìn như này cũng yêu rồi ha. Nhưng mình sẽ làm thêm nơ. Cắt bớt vải ở hai đầu của mảnh vải rồi tiếp tục khâu lại. Đoạn này cần khâu các mũi dày nhau để nơ đẹp nha. Khâu gần hết thì mình lộn mặt phải ra rồi mới khâu kín. Nhìn đoạn vải này có vẻ hơi xấu xấu, nhưng thắt vào chiếc chuôn vừa khâu thì lại xinh lắm nha. Giờ có thể dùng để buộc tóc hoặc làm luôn vòng đeo tay cũng được nè. Vừa tiện vừa xinh lại còn đáng yêu nữa. Làm luôn 7 chiếc để dùng cho cả tuần thôi nào.